Chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một khu nhà lầu đồng bộ 7 căn tại trục đường chính Lê Đức Thọ thuộc phường 15 quận Gò Vấp. Khu nhà lầu đồng bộ mặt tiền đường thông 10m, có vỉa hè cây xanh, điện âm và nằm ngay đối diện với sân bóng đá mini nha quý vị. Đường rất rộng, đường rộng tới 10m và khu vực ở đây thì kinh doanh buôn bán mọi ngành nghề. Khu nhà mình thì còn lại 2 căn. Còn 2 căn với diện tích ngang 5 sâu vào 14m. Và đang được chủ nhà giao bán với giá là 7 tỷ 600 triệu đồng. Vẫn còn thương lượng nha quý vị. Một khu nhà đường rộng tới 10m rất đẹp, có cây xanh, trồng rất nhiều cây lộc vừng nha. Xe hơi đậu trước cửa nhà. Và khu này thì kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, quán cà phê, câu lạc bộ bida, sân bóng đá mini. Ta mua làm văn phòng công ty cũng rất là đẹp nha. Đường cực kỳ rộng luôn. Đường rộng tới 10m. Đường thông mấy đồ nhựa rất là đẹp, của trục đường chính Lê Đức Thọ phường 15 gần với ngã tư đường Nguyễn Oanh và Lê Đức Thọ. Khu vực đây thì di chuyển về sân bay đi khoảng tầm 10-15 phút thôi. Đấy, nhà rất đẹp, rất đẳng cấp. Bên này có một quán cà phê này. Khu nhà kinh doanh mọi ngành vực, mọi ngành nghề, giá bán cực kỳ rẻ, chỉ có 7 tỷ 600 triệu đồng, vẫn còn thương lượng nha quý vị. Và đến thoải mái trả giá nha. Đường rộng 10m, có vỉa hè, đèn đường, điện âm. Đường rất là rộng, rất là thoáng luôn. Nằm ngay đối diện với sân bóng đá mini nha. Đây, sân bóng đá bên này. Giấy nhà mình thì bán hết rồi, chỉ còn 2 căn thôi. Đường cực kỳ rộng, đường rộng 10m. Có vỉa hè, điện âm. Cây xanh, trồng rất là nhiều lộc vừng. Rất nhiều lộc vừng luôn. Xe hơi đợi trước cửa nhà. Lòng đường tầm 6m, mỗi bên có vỉa hè 1m. Đường rộng 8-10m gì đấy. Đây, cặp đôi nhà phố nằm ở giữa này. Với diện tích từng căn là ngang 5 sâu vào 14m. Thiết kế trệt lửng 4 lầu, có tới 5 phòng ngủ, 6 vệ sinh. Và chúng ta có phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước, sân thượng sau đầy đủ hết luôn. Hướng chính của khu nhà mình là hướng Tây Nam, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Cặp nhà rất là đẹp, rất là sang trọng, đẳng cấp. Chúng ta cùng xem một góc máy 1 chấm nha. Đấy, xem máy 1 chấm thì gần hơn. Đấy, xem con đường này. Đường rất là đông xe cộ qua lại. Mặt tiền hẻm nha quý vị. Mặt tiền hẻm thông. Rộng 10m. Kinh doanh buôn bán mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực. Của trục đường chính Lê Đức Thọ thuộc phường 15 Gò Vấp nha. Rất là nhiều lộc vừng, cây xanh sợ bóng luôn. Đường rất là rộng, rộng 10m, xe hơi đậu trước cửa nhà. Khu này thì chỉ còn lại 2 căn thôi nha quý vị. Còn 2 căn nằm ở giữa nha. Mặt tiền thì được phun cát. Và sẽ có một lớp cổng sắt CNC 4 cánh phía bên ngoài, bên trong có cửa sắt kính cường lực. Xây dựng gần hết đất. Vỉa hè tầng tầm 1m. Ngang 5 nha quý vị. Ngang 5 dài 14m. Trong này là khu vực gara đậu ô tô và khu vực phòng bếp. Phòng khách thì được đưa lên tầng lửng. Rất đẹp, rất sang trọng, giá bán cực kỳ rẻ nha. Chỉ có 7 tỷ 600 triệu đồng, vẫn còn thương lượng nha quý vị. Cầu thang được ốp đá hoa cương, tay vịn và trụ là gỗ hoa đỏ. Lan can là sắt đặc sơn màu đồng.
Trong này thì được tặng lại bộ sofa, tường cũng được ốp một chút nhựa PVC này. Trong thì được tặng lại tủ lạnh hai cánh, một bộ bàn ăn 6 ghế và tủ bếp gỗ An Cường. Đấy, tặng tủ lạnh Aqua hai cánh nha quý vị. Tặng full nội thất trong nhà, giá bán cực kỳ rẻ thôi, chỉ có 7 tỷ 600 triệu đồng, vẫn còn thương lượng nha anh chị. Anh chị cô chú nào nếu mà quan tâm đến cặp đôi nhà đẹp đường thông kinh doanh buôn bán này, hãy gọi ngay trực tiếp về tới nhà đất Bá Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình nha. Toilet phía trong cùng, bồn cầu khối, gạch ốp cao lên đụng trần. Khu nhà đường thông kinh doanh buôn bán rất đẹp, rất là thuận tiện luôn. Đường 10m, cây xanh rực bóng và kinh doanh mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề nha. Cùng em di chuyển lên phía trên, cầu thang sẽ được ốp đá hoa cương, tay vịn gỗ gò đỏ và lan can sử dụng là sắt đặc CNC, rất dày nặng. Tầng lớn sẽ là phòng khách. Trên này có đi sàn đỡ máy lạnh, là một bộ tủ rượu, một cái sofa mini ở đây, ốp sàn gạch 80. Có một cái tiểu cảnh ở phía dưới gầm cầu thang. Căn nhà rất đẹp, rất rộng rãi, giá bán cực kỳ rẻ, có 7 tỷ 600 triệu thôi. Anh chị cô chú nào quan tâm hãy gọi trực tiếp về tới em Hưng để được đi xem ngay và sở hữu ngay căn nhà đẹp này nha. Di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến khu vực lầu 1, phòng ngủ 1-2. Nhà có tới 5 phòng ngủ, 6 vệ sinh và chúng ta có một phòng thờ, sân thượng rất rộng. Đây là phòng ngủ nhỏ ở bên phòng đằng sau. Phòng ngủ nhỏ này cũng có giường nệm, máy lạnh, sáp, cửa sổ ra giếng trời. Cửa là cửa gỗ cắm xe. Toilet riêng từng phòng nha quý vị, bồn cầu khối. Bên này là phòng đằng trước, phòng này rộng hơn, có tủ giường đầy đủ hết. Máy lạnh sáp đầy đủ hết nha, ốp gạch 80. Toilet ở đây thì có bồn cầu khối, vách tắm kính và inox, gạch ốp cao lên đụng trần. Nằm ngay đối diện với sân bóng đá mini nha quý vị. Đây, ngay đối diện với sân bóng. Đối diện nhà thì trồng rất là nhiều lục vừng, rất là thoáng luôn, nhà mình rất là thoáng nha. Đối diện sân bóng không vướng nhà, đậu xe hơi thoải mái. Giá bán 7 tỷ 6 vẫn còn thương lượng thoải mái nha quý vị, thương lượng mạnh ấy. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với khu vực lầu 2, phòng số 3, số 4 nha. Anh chị đang xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông. Nội thất đầy đủ hết nha. 4 phòng dưới thì full nội thất, 1 phòng trên thì không có nội thất. Nhà xây dưới trệt lửng 4 lầu, rất là cao. Bên này là phòng số 4, có cửa sổ đằng sau. Toilet riêng từng phòng. Và tiến lên trên, sẽ là khu vực lầu 3, khu vực phòng số 5, phòng thờ. Phòng này thì chưa làm nội thất, phòng này rất là rộng, chưa có nội thất gì cả. Đi sàn đầu máy lạnh, thờ lá riêng, cái tấm kính đầy đủ. Bên này là phòng thờ nha. Phòng thờ của anh chị thì cũng rộng rãi, có ban công trước. Đấy, di chuyển lên trên sẽ là khoảng sân thượng. Anh chị đang xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông và nhớ thả like ủng hộ em nha.
sân thượng rất rộng, rất rộng rãi luôn. Trên đây thì có cầu thang sắt di chuyển lên trên nóc. Trên nóc thì đã để sẵn máy nước nóng năng lượng mặt trời, bình nước 1.000 lít. Đấy, chúng ta để máy giặt khoảng trong đây đã được làm máy tôn rồi. Và video của em Hưng đến đây là kết thúc rồi nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.